Quang Sơn, tiểu Quang Sơn, tỉnh lại đi. Đột nhiên tỉnh lại. Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Ngươi cũng bị đánh ngất dẫn đi rồi. Chúng ta vẫn ở huyện Dân Khê, tình hình có thể còn phức tạp hơn dữ đó. Hình như đến nơi rồi, tiếp tục giả ngu đi. Là có người mới bị bắt tới rồi. Cộng thêm bọn họ gom đủ 10 người rồi nhỉ. Đừng mà, ta không muốn chết. Mẹ ơi, ta muốn mẹ. Ta không muốn bị thiêu chết. Đông nhóc con, im miệng cho ta. Ngày nào cũng khóc lóc. Mẹ nó ồn chết mất. Ngày mai sẽ đem các ngươi đi thiêu hết. Ca ca đừng khóc, đừng khóc, thiêu chết. Mà ngươi nói là có ý gì? Nhóc con đừng hỏi nữa. Dù sao đều là phải chết. Bất nhục như vậy chỉ sẽ suy sụp. Chúng ta có thể tự cứu. Cầm con dao găm nhỏ tự cứu. Ngươi vẫn là tự sát thì nhanh hơn. Ngươi không phát hiện bọn họ đều lời lục soát người của ngươi à? Người ta có lòng tin này chúng ta. Ta muốn tự cứu. Ta không thể nhìn để trước chết trước mắt ta. Nếu ngươi biết tin tức gì, hãy nói cho tao biết. Ngươi ngược lại có chút gan, điều tao biết cũng không nhiều. Chỉ biết bọn họ bắt trẻ con đến, 10 người một nhóm, lôi đi nung sứ. Nhưng sức lực của chúng ta nhỏ như vậy, tìm người lớn nung sứ không phải tốt hơn. Này, ngươi chắc chắn muốn để đệ đệ của ngươi nghe sao? Nung sứ mà ta nói, không phải bắt ngươi đi nung, mà lúc lò lửa nóng sẽ coi trẻ con thành tế phẩm mà ném vào trong đốt. Ngươi là nói tới người. Đại ca ca, bọn họ ngang nhiên làm chuyện xấu như vậy. Quan phủ không bắt bọn họ sao? Trời ơi, đáng sợ quá. Bắt bọn họ hơn. Ta thấy chính là quan phủ cấu kết với bọn họ mới đúng. Sao mà bắt kêu trộm bắt trộm? Cảm ơn tiên nhân, à, rất giả rồi. Lô tế phẩm này cuối cùng cũng đủ, ngày mai có thể mở lò tiếp rồi. Đây là lô tế phẩm cuối cùng. Tao muốn ngươi ốc tim gan đưa cho ta trước khi thiêu. Đơn giản chỉ cần không ảnh hưởng đến sản phẩm mỹ sứ ngài muốn gì cũng được.